Trung Quốc vừa bay thử máy bay hành khách cỡ chung 175 ghế lần đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước với mục tiêu sẽ đẩy mạnh cạnh tranh với những nhà vô địch trong ngành công nghiệp này như Boeing 737 và Airbus 320. Chuyến bay thử của chiếc C919 là một bước tiến quan trọng của Tổng Công ty Máy bay Thương mại của nhà nước Trung Quốc Comac và là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giành thị phần trên thị trường toàn cầu, một thị trường ước tính trị giá cả ngàn tỷ đô la trong 20 năm nữa. Cô Mark nói họ đã nhận được 570 đơn đặt hàng từ 23 hãng, nhưng các chuyên gia nhận định rằng bước vào thị trường quốc tế sẽ là một thách thức lớn. Máy bay hành khách vừa bay thử này sẽ phải vượt qua nhiều cuộc kiểm tra quan trọng trong 3 năm tới, và kế đến phải duy trì thành tích an toàn ít nhất từ 3 đến 5 năm sau đợt máy bay đầu tiên xuất xưởng và giao cho các hãng hàng không vận hành. Các nhà phân tích nói giá thành của máy bay C-919 chỉ bằng một nửa giá các hãng đối thủ và thị trường hàng không khổng lồ của Trung Quốc sẽ là một sự thúc đẩy tích cực cho dự án C919. Nhưng về mặt kỹ thuật thì kế hoạch này còn đi sau các đối thủ nhiều năm. Cả hãng Airbus và Boeing mới đây đã tung ra các phiên bản máy bay tương tự.